thiết giáp trinh sát Belarus hầm hố phù hợp thay thế BRDM-2 Việt Nam. Thiết giáp trinh sát Kaiman của Belarus được trang bị hệ thống vũ khí có thể tháo rời như súng máy PKMS 7,62mm, súng phóng lựu tự động AGS 30, 30mm hoặc súng máy hạng nặng NSVS 12,7mm là biến thể nâng cấp của BRDM-2 rất đáng quan tâm. Được biết, biến thể nâng cấp của BRDM2 này có tên gọi chính xác là phương tiện vận tải bọc thép di động Cayman MATV, nền tảng chính của Cayman vẫn dựa trên khu gầm bánh lốp của BRDM2 hay một phần thiết kế của dòng xe chính xác bọc thép có từ thời Liên Xô, vốn đã có tuổi đời hơn 50 năm nhưng vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng, trong đó có cả Việt Nam. Mẫu xe bọc thép Kaiman mới hay phương tiện vận tải bọc thép di động MATV Kaiman do nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus chế tạo. Xe thiết giáp này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và hộ tống, tham gia vào chiến dịch giữ gìn hòa bình hay các tình huống khẩn cấp. Xe bọc thép Kaiman có trọng lượng 7 tấn, so với chiều dài 6m, rộng 2,82m và cao 2,07m. Theo Army Technology, Kaiman được trang bị động cơ D245.30E2 và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 100 km h trên, trên đường bộ và dự trữ hành trình 1.000 km. Kaiman được trang bị lớp giáp chống mìn Stanag Level 2 giúp bảo vệ tổ lái chống lại đạn 7,62mm của súng trường bắn tỉa. Ngoài ra, thiết giáp chi sát Cayman được trang bị hệ thống vũ khí có thể tháo rời như súng máy PKMS 7,62mm, súng phóng lượng tự động AGS-30 30mm hoặc súng máy hạng nặng NSVS 12,7mm. Thiết giáp Cayman có kíp chiến đấu 3 người và có thể chở theo 6 binh sĩ. Chan Aerospace dẫn lời Giám đốc điều hành của nhà máy sửa chữa số 140 Alexander Churyakov cho biết, loại xe bọc thép này đang được sản xuất hàng loạt. Kaiman lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2015, quân đội Belarus được cho là đã bắt đầu biên chế loại xe thiết giáp trinh sát này vào tháng 5 năm 2017. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.